nhập môn đấy thầy ạ. Ừ, đừng văn lên clip là thấy là coi gì nè, có người đăng ký đi theo những thầy nha thầy ha. À, đây là tài xế ở Đồng Nai, ở Định Quán Đồng Nai. Ai có kinh của thầy là biết đúng không? À. Là thuê xe đi công chuyện ha. À, ai mà có muốn thuê xe thì cứ comment con gửi số điện thoại cho. Dạ, tiền cò 10% thôi. À, không lấy cò. Không lấy cò hả? Không lấy cò luôn. Chỉ có kêu giùm thôi, làm phước à. Không lấy cò. Thầy không có lấy cò nha. Không có lấy nha, không có lấy gì hết á. Chỉ có chỉ giùm thôi là tài xế nhiệt tình. Thì là trồng cái gì á Nam? Bằng lăng cực bi, nhưng mà cái đèn tím này sao? Đèn tím xuống nó hả? Không, mình đứng đây được rồi, tại vì xuống cũng không thấy đâu. Nhìn từ xa là cái là tường bi bằng lăng hả? À, mấy cây nhỏ đây nè, phải không? Rồi chuyển vô trong kia rồi. Dạ. Wow. Làm bông bằng cái đèn này ha. Cái đèn này ở ngoài bán không? Xuống nhà chú Nam ở làng hoa Sa Đéc. Nãy vô nhà là giờ đi vô rồi. Tối nãy hoài tối quá không có quay. Giờ dẫn vô nhà. Sáng ra mới đi tham quan cây cối. Đó, giờ có đi có một chú tài xế đi nè. Ủa cái này là cái giường á hả? Cái nước hay sao vậy? Dạ. Cái ủ này. À cái bạc. Chống cỏ lên phải không? Chống cỏ. Cái bạc này cỏ nó không chui được. Này, cái này lưỡi mèo nè. Cỏ nó không chui lên được. Anh ở bên Mỹ cũng rải cái này nè. Nước xuống được nhưng mà cỏ không chui lên được. Đúng không? Dạ. Đi về miền Tây là thấy cái cảnh này nè. Sông nước. Vô vườn hoa Sa Đéc. Cái này là cái gì nè, cái gì vậy? Cây hằng kỳ á sư phụ. Hằng kỳ là sao? Là nó ăn vô cái gì mình cũng ngọt, chân ăn trái nó vô trái chanh ăn càng ngọt. Yeah. À. Cây hằng kỳ á hả? Là nếu mà người ta nghe nói cây hằng kỳ mình uống rượu mình ăn vô cái nó hết say phải không? Dạ không, nó lạc nhách rượu thôi chứ nó không hết say đâu. Nên là cũng say nhưng mà nó lạc nhách rượu hả? Dạ, nó say là đi không nổi đâu. Cái này về sông nước. Đúng rồi, vô miền sông nước luôn á. Sợi ác đó tốt không em? Nhà bên đây hả? Nhà bên đây hay tới chưa? Dạ tới hả? À, nhà đây hả? Sao tối hôi vậy? Không, nhà kia này là cái nhà cũ của ông nội. Thầy thì cái này cao quá, bá thầy. À. Em anh thì con dẫn cho thầy coi cái nhà này nè. À, nhà này hả? Dạ. À, nhà cổ đó hả? Dạ. Chà, cái nhà này sao 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 đồ tay rồi coi. 170 năm tuổi rồi đó. Cái nhà này đòn tay cũng ghê lắm hả thầy à? Cái số cây nó 170 năm hả? Dạ. Mà vẫn còn nó móc mà. À nó móc luôn hả? Yeah. À, cái này nó của nó hả em? Của nó luôn nè. À đó. Ghê quá. Ồ vậy đó hả? À. Con đường cũ kỹ lắm rồi. Hơn 100 năm rồi. Nói mà ba đời người á. À. Nó bởi vậy nó nằm chơi chọi đây nè. Còn một cái nữa ông anh cũng con xuống rồi. À. Còn cái này tính coi là coi cái này. Cái này coi cái của ảnh luôn, cái của ảnh dở lên rồi nhưng mà đều ảnh đã chắc phấn đấu rồi á. À. Còn cái này nếu mà cái này mình dở ra mai mốt mình dựng mấy cái nhà nhỏ nhỏ nên bữa coi đó. Giờ luôn á. Ờ coi nãy đó. Dạ. Mấy cái trụ nhỏ nhỏ. Thì phân không hả? Ủa ba mẹ không? À. Ồ cái này phân quá nhừng hả? Phân này trồng cây xanh đấy, cái hoa đó không em? Phân á. Phân này kiểu phân cho cháu này. Đây có nhiều cây không? Đâu cũng có cây hết. Không. Quần cúng ở chùa Pháp hả? Dạ. Đấy hả? Dạ. Cây âm tùm. Ở ngoài đây là cái cổng mặt lộ đi ra hay sao? Dạ, mặt lộ này là mặt lộ nông thôn.
rồi đúng không? Độ 3 mét mà bây giờ nó đang ba mở cửa giùm con sư phụ với chú xuống qua. Dạ dạ. Một con nông thôn này nó đang lên đô thị là một, nó đang lên 5 mét mặt. Dạ. Nói chung là những cái sản phẩm con làm ra. Kính thưa quý vị, đây là chú Nam. Của cây mai lúc trước con quay đó, giờ hôm nay lại nhà chú cho coi mấy cây kiển rồi mấy cây bonsai rồi như vậy nè đó. Nhưng mà nghe nói sáng giờ đó, con ngủ mà tối 2-3 giờ chú vô chú kêu có dậy không, dậy đi canh nước. Là canh nước là sao, nói cho mọi người hiểu đi. Nước buổi đêm á mình tưới là mình phải tưới theo con nước sông á, nó mới tốt cho cây đồ của mình. Bởi vậy á, nước sông nó cạn là mình tưới không được, mình phải canh nước tưới buổi sáng. Dạ. Nhưng mà tại sao mình ở thành phố, con ở thành phố thì có nước thì cứ tưới thôi chứ sao mà phải canh? Tại vì á, cái con nước sông này con nước lớn, con nước rồng. Nó không có chuẩn con nước ao và con nước hồ. Nó tốt chỗ nào? Nó tốt bằng con nước sông nó có sắc phù sa là cái thứ nhất, cái thứ hai mình tưới vào buổi sáng chi để nó rửa những cái xương sớm của mình đó, cho cây đồ mình nó đạt đó. Chứ trời cứ có phàn giếng là cứ tưới là nó dính phèn á hả? Dạ đúng rồi, nó sẽ dính phèn chắc khác. Gì hay không, mấy cái cây, cây này gọi cái gì, hoa giấy. Hoa giấy cẩm thạch đó. Giấy cẩm thạch. Dạ. Cây này giờ mình trưng lên chậu vậy là mình bán tăng nhiêu vậy? Tùy theo như là kích cỡ và cái độ của cây, ví dụ cây đẹp và cây chuẩn và cái hoành lớn hoành nhỏ, tùy theo cái mình, ví dụ nè, cái cặp này nè. Cặp này nè, mình chia lại người ta nhiêu? Ví dụ như cặp này dưới cái điều kiện là người ta thiện ý thôi thầy, thì ví dụ như là 5 triệu. 5 triệu thì, cặp. Thiện ý. Ồ, hiện ấy. Dạ. Chịu gặp. Dạ. Ở đây bán chậu luôn hả? Dạ. Ờ, chậu luôn. Đó, ở đây là làng hoa Sa Đéc nha, cái gì? Này Đức là ai? Đức là em của con á. Là nó làm chậu đó, nó gửi con bán đó mà. Đức là chậu, còn mình là. Nhưng mà con muốn em nó trực tiếp mà để con nhiều con chuyện con không có lưu bu, bởi vậy con cho em nó dựng cái bảng để người ta liên hệ trực tiếp với nó. Ông quý vị thấy nguyên ở đây rồi ta, cây mai này, cây mai lớn lúc mà để ở chùa đó. Ở chùa của mình chú Nam này cho mượn nè. Cây mai lớn giờ ủa tỉa hết rồi hả? Dạ, con cắt hết mà còn cái chớp trên con chưa sửa xong nữa, hôm nay. Bây giờ mình kéo nó giật nó lên hết luôn hả? Giật nó lên hết. Tàn không mà nó 3 tầng đó thầy. Để làm tàn không hả? Xung quanh đây nè là cây không à. Vườn hoa. Cái này ở đây là bùng binh, gọi là bùng binh gì? Bùng binh cầu Sa Đéc 2 à. Dòng xây cầu Sa Đéc 2. Dòng xây cầu Sa Đéc 2. Dạ. Hỏi người ta biết à? Dạ đúng rồi. Đấy là cơ sở hoa. Rồi giờ mình giờ điên sáng. Dạ, điên sáng. Gần 6 giờ rồi. Dạ. Cảm ơn thầy. Đây, chào chú. Dạ, rồi điên sáng. Heo mình để cái này là cái đầu biến phải không? Nó lên màu vàng nè. Thường nó màu xanh vậy, nó đầu biến lên màu vàng. Màu vàng á. Này mình treo thời gian lâu rồi. Mình treo mấy tháng cũng không sao. Thường đầm từ 3-4 tháng đổ lại. Mình quá lâu quá nó khô. Mình phải nhìn ngó đúng không? Dạ. Chứ không thôi là nó. Nhưng mà cái loại này thì nhổ lên thì phải để một thời gian ít nhất phải nửa tháng để trồng lại thì nó mới ngon. Chứ không mình nhổ lên mình trồng lại liền rồi. Trồng liền là nó dễ bị hư. Úng phải không? Nó thối. Tại mình nhổ lên nó có vết chày, vết xước rồi đó. Đúng rồi, dân hoa nè. Nên nhìn đi đâu cũng thấy hoa rồi đó. Thôi đi, dạ. Điên sáng. Đâu, chưa đi ra coi vườn của anh ở đây. Coi vườn dạ. Ba nhiêu con là lửa mổ ở khu vực này, chứ muốn trồng rồi đó. Dạ. Đó, có con sông nè. Bởi vậy tới canh giờ canh nước là tưới rồi vậy đó. Nước lên thì cái dồi của mình nó mới tới. Mình tưới nước ngoài sông thì nó tốt mà. Tưới trong ao nữa thôi. Để trong ao nó lâu ngày nó đụng nhiều vi khuẩn nữa. Đây con đâu biết đâu, nhiều khi thành phố cứ đụng đâu tưới đó. Có nước là được rồi. Lưỡi hổ. Con cái nam mà chi lưỡi hổ. Trời ơi, hôm nay quên cái này. Tôi mới tính lụm nó kỳ trời, không bỏ ra luôn hết nước vậy. Lụm lụm đi. Lưỡi hổ. Lưỡi hổ mình vô trồng chậu gì mấy cái chậu nhỏ này, cỡ nhỏ nhỏ gì là mình giao người ta nhiêu chậu? Cỡ 60 ngàn chậu.
chậu, cả chậu lớn tầm 100 tám. 100 tám tới giờ thành phố đã bán mấy trăm? Dạ. 450 đó thôi. Ừ. Con lớn nữa bán cả triệu luôn á. Có cây của Nam nữa nè. Đâu? Đấy đó. Cây gì? À, thấy rồi. Thầy xuống thầy coi cây trăm nè thầy. Cây trăm này quá trời luôn nè. Quá trời cây. Tắt. Tắt. Ớt hả? Dạ, Peru á, Peru mà giống lớn á. À, trời ơi, tưởng tắt nó chưa cái ra lớn. Nhìn cái chanh nè. Chanh hả? Hồi nữa con đem cái giống này về chảnh để con để chảnh chồng. À, chanh một trái ăn một trái tuần luôn. Nhỏ đó, trái nó lớn là nó 750 gram. Giống trái bưởi, giống trái bưởi luôn à. Mà vậy nó chưa chín đó thầy. À. Nó lớn nè. Nó chín là nó vàng thật lên luôn à. Ghê vậy? Đó. Là thầy nhìn nó vô chùm bông nó đổi trái. À. Chùm vậy là cả chục trái. Mình cũng mới thấy luôn á nha, mới thấy cái loại này luôn á nha. Nè, đột biến nè. Đột biến á thầy, là cái này con ghép. Con ghép cái cũ lên. Đây chứ rễ đột biến con ghép. Ghép vô luôn nè. Dạ. Nó cũng lên luôn. Cũng lên. Anh xuống coi cây chanh nè. Nó lên nhiều trái đỉnh. Đúng rồi, cây ớt luôn á hả? Dạ. Đó ớt bì ru đó thầy. Ớt nè nha quý vị, ớt bay gu nè. Cái đó người ta nói là mắc nhất thế giới đó. Ờ. Này nhiều khi mình không thấy luôn nha, giờ mới biết luôn á. Giờ về Sa Đéc thì nhóc hết rồi. À, giờ Sa Đéc là nhóc à. Dạ. Ớt bay gu. Nó cay không vậy? Cay dữ lắm, cay mà. Cay à? Cay, mà nó cay xíu là nó hết rồi, nó nhanh. À, chứ không có như ớt thường của mình hả? Dạ, mình ăn vô chừng phút là nó hết cay. Ừ, ớt nữa. Anh nhìn đâu anh thấy đây nè. Okay. Trái bưởi kìa. Đó, ơi quên trái chanh. Nó chưa chín đó, nó chín khiếp lắm. Trái chanh chưa có bự coi. Cái này mình ghét rồi ta. Không cái giống nó vậy. À. Cái bông nó thơm dữ lắm không nè. Nó nở nguyên chùm bông cái này nó đạt. À, vô đậu sứ rồi lưỡi hổ rồi. Quá trời. Bỏ ba gian thì thôi khỏi chơi được đúng không? Rồi rút ra lại. Mở lăn lóc rồi. Quá trời luôn á. Hôm Tết mình bán luôn rồi bị không cái bỏ chơi không có cần bán. Hôm Tết cái này còn bán được mà đúng không? Con làm giống chứ tôi không có bán. À lấy cái này nè, sao nó ra cái này nè? Cho thầy coi những cây chân hô tụi con làm đó. À, quăng mấy cái này nó phải nhiều năm mới được cái cụ vậy phải không? Không, dạ. Nếu mà cụ vậy thì cũng tầm 2 năm á. Sen hô. Cái này là giống không á, mà tại tụi con không có bán, tụi con để à. Cái này nó cũng dạng đột biến đó thầy. Đột biến à, trời nó lạ quá ha. Cái dạ. Này xứ đó. Nó lên cái bông đẹp á. Này là tiền không ha? Dạ. Cái này tiền không mà bỏ một đống vậy? Không à, đây là kính thưa quý vị, đây là cái vườn của chú Nam. Ờ à, ai biểu mà làm quá rồi giờ không ai nghe hết. Rồi giờ này nói cho quý vị khán giả nghe đi rồi sao đó. Rồi bây giờ giới thiệu cây gì đi đó, cây này sao trồng sao nói sao đó, giới thiệu cho mọi người là sao? Cái bản đồ sinh học của nó thì mình cứ tách ra mình vô là nó lớn lên mình bán thôi chứ à, biết sao vậy? Tất nhiên cây này là gọi là cây gì? Cây lưỡi hổ bắp sen thưa thầy. Lưỡi hổ bắp sen à? Dạ. Cây này nó giống này là của Đài Loan chứ không phải giống du nhập từ Trung Quốc. Đài Loan. Mà mình chiết từ cây nào? Mình chiết từ cây mẹ. Cây bố mẹ. Đây là mẹ đây nè. Dạ. Đó, đó đây, mấy cái này hả? Dạ, mấy cái này là con nó lên này sư phụ. Còn bây giờ mình viết ra cái chậu, những chậu nhỏ nhỏ vậy là mình giao cho người ta là đó là nhiêu? Thường lái luôn á là 25.000 là giá sỉ thôi. Giá sỉ là 25.000 là chậu nhỏ vậy đây ha. Chậu nhỏ vậy đó. Còn về thành phố qua biết bao nhiêu tay là nói chung là nó còn nó hành bao nhiêu? Nó hành bao nhiêu thì mình không biết. À. Tại vì cái giá hành thực tế nhiều chỗ nó khác nhau. À. Dạ. Dạ.
25.000 chậu cứ tính tới. Dạ. Điếm chậu là bóc bên xe. Dạ. Mình chịu tiền xe luôn ha người ta. Không, cái tiền xe là mình giao tới cái địa điểm nào đó gần thôi. À. Là mình chịu. Còn xa quá thì anh chị tiếp. Còn ngày người ta không mua cây con, người ta mua cây lớn rồi. Con không có bán này. Không có bán cây lớn hả? Dạ, cây lớn để tách con thôi. À. Chứ nếu người ta mua cây lớn là cũng không bán luôn. Không bán. Sao khôn quá vậy? Đúng rồi, dân nhà nghề là bán con thôi. Dạ, cái mẹ mình bán là mắc mẹ sao thầy. À, còn cái này mấy cái bông giấy thì sao? Dạ, bông giấy thì nó đa chủng loại. Cái này là mình ghép vô hay sao? Dạ, ghép bo hả thầy. Còn cái gốc nó là gốc của ai? À, gốc Mỹ. À, mình ghép cái giống mới không? Toàn bộ giống mới, cập nhập giống mới mới chạy theo. Gốc Mỹ là sao? Cái gốc bông giấy Mỹ á, sư phụ. Bông giấy Mỹ hả? Dạ. À, còn hôm nãy lại cái vườn đó là cái cây này nè. Dạ, cây này đó. Cây này là cây à mình trồng lớn rồi phải không? Dạ. Nhưng mà nó còn lớn cỡ nào? Nói chung cây thân gỗ nó cứ lớn hoài thôi thưa thầy. Nhưng mà theo thời gian. Thân gỗ nó mắc lắm. Dạ, nếu mà trồng bằng trồng tăng này nó thấy giá tiền nó cao lắm á. Thấy mấy cô đang chiếc của anh bệnh quá trời. Bây giờ mình đang nuôi một gốm nè, nuôi để chắc lại với thị trường á. Giờ mình đánh được cái thị trường. Cái đó vô cái chậu đẹp tiên bạc đẹp lắm. Đó thì nói gì? Góc. Bởi vậy mình làm để mình ăn trước cái thị trường một xíu. Cái này đĩa nó tròn lên ha. Nè. Không. Nó dùng lên xíu. Mà nó bị vô bằng qua luôn. Tết à, mang về chùa chân. À, mấy cái này là cái gì? Phôi giấy Mỹ nguyên thủy thôi thầy. Phôi giấy Mỹ. Đây, là bông giấy hả? Dạ. Cái gốc đó để hơi đứng nữa nè. Nhìn xíu không? Cái này là mình cũng bán người ta luôn hả? Dạ. Cái này mình làm hàng đặt đó thôi thầy. Hàng đặt là như một cây này là bao nhiêu? Tùy theo dưới cái mức độ như mình ghép giống gì hay là tùy theo như mình bán là dưới cái người có thiện chí hay không. Mấy trăm không? Dạ. Mấy trăm ngàn không? Không, cái gốc này là nếu mình ghép vô mình bán từ 8 triệu tới 10 triệu gốc quá thầy. Một phần 8 triệu 10 triệu nha quý vị. Coi có mắc không? Là cái người thiện chí á. Thiện chí à. Còn cái người không thiện chí là con không bán đâu. Quá trời cây luôn. Cây này ra rồi nè, cái này ra ra bông ấy da, có gai gai lắm luôn, có gai, trời ơi gai lắm, gai rồi, tại nó nguyên thủy nó gai lắm. Qua sinh con hỏi Minh Thiên nhiều đâu nữa, nhiều lắm không, cái gì sống đời à, sống đời nữa. Nãy xin giấy sư phụ, còn qua bên đây cái giường 10 giờ hả? 10 giờ này mình cũng chiếc ra mình vô chậu. Dạ. Mình giao hả? Dạ, cắt ghim thôi thầy. Cắt ghim. Dạ. Cái 10 giờ nó dễ lên phải không? Dạ. Còn cây mai của mình nè. À, cây mai bữa nay con sửa chưa thành phẩm được tại con bận quá con không còn trên hả? Còn hai thất trên. Mình chèo lên cây mai coi. Hai trên nữa mình câu vô cái thớ dưới rồi nè. Trời ơi sai. Cây mai mà xây cái bồn nè. Cái bồn kiểu này gọi cái bồn như cái giếng. Cây mai bữa con giới thiệu cái gì, cây mai 2 tỷ nè. Xum xê bây giờ là cắt chuỗi lũi rồi. Đó, đang tạo dáng lại. Bự. Đó so với con người đứng nè là bằng con người rồi. Bự hơn con người. Đó, gốc mai. Rồi giờ mình làm bồn bự vậy rồi cẩu ra rồi xe cẩu đi đường nào vô? Dạ con làm đường xe cẩu vô luôn đó thưa thầy. À xe đường này. Rồi thôi bây giờ có để lại người ta cây này sao? Nếu mà dưới cái mức độ thiện chí thì đến đây gặp mặt con. À dạ. Đến đây là thị xã Sa Đéc hả? Dạ, ở đây là dòng xe thành phố Sa Đéc. Dòng xe thành phố Sa Đéc. Dạ. Dòng rồi. Xây cầu xe rét 2 á. Ừ, xây mấy cái đó là để mai luôn hả? Dạ, con đang định bứng về đó. Chưa kịp á thầy. Ừ. Đường này vô tới đây luôn. Dạ. Chưa, không nghỉ chưa làm luôn. Dạ. Yeah.
quy định làm lưỡi gì, lưỡi mèo, lưỡi hổ. Cái bộ này có bên anh có mấy cây nó đổ cái thạch vàng này đúng không? À, rồi, vô chậu rồi nè. Chiều tưới một cái ha. Dạ. Con đem ra đây hỏi con tưới đi. Con đem nhiều con tưới nhiều đi chứ con đừng có ở cái chiều. Cây nó ra nắng nó khô con hiểu không? Đó. Cái này mình nhổ, mình nhổ ở đâu vậy ta? Trong cái chậu chậu bự ha. Dạ, mình vũ nó ra mình tách con. À, tách lấy con. Chắc đợt này anh không xài sơ dừa quá nè mà. Không, anh phải thêm nước sơ dừa. Này tốt lắm ha. Có cứt bò ở trong đây không? Có. Ừ, quên. Anh thấy bón cái phần này bóp vô xài im lắm. Nó mọc mà nó cao. Vậy làm cây. Vậy làm cây. Làm cây mọc một buổi là làm ra bao nhiêu cây? Thì theo bữa cũng nhiều. Mẹ nó nhảy con rồi thầy. Nhảy con nè hả? Dạ, từ từ nhảy con lên. Ừ. Xoay cái này nó nhảy ra. Trời ơi, ở thành phố này vậy nè. Đó, 102. Đây nó chuyển lên rồi thì chi tiêu vận chuyển rồi thì 102 cây. Ở đây cây đó 20.000 mà mình mua trong vườn luôn là 15.000 à. Nó lên vậy đó. 5.000. Gấp 10 lần. À, đúng thiệt mà nhỏ ra nhiều quá ha. Ở đây đắp thằng đó nữa là dữ lắm nó thường biết này con đâu để đủ rồi. Từ ở đó đó hả? Nhổ ra hả? Dạ. Rồi bỏ ngược vô lại đây. Dạ. Chiếc ra. Dạ. Lên lẻ quá vậy. Quá trời luôn kìa. Ừ, thôi đi, đi qua bên đâu. Dạ. Đi qua anh ba con để con kêu anh chào thầy. À, kính thưa quý vị, đây là câu lạc bộ Mai Vàng của thành phố Sa Đéc, nơi mà sưu tầm mấy cây mai lớn hay là cây me lớn, những cây mà gọi là dáng đẹp, mấy cây kỷ lục. Xác lập kỷ lục Vũ Đức Đông, cây mai vàng lâu năm. Ghê, có cái mai mà giống như cái dáng đó. Quá trời đẹp luôn. Cái chậu nó cũng đẹp nữa nè. Chậu rồng rắn. Cái mai à. Cái me cổ hủ không? Trời ơi, cái me. Cái bự không? Ủa, cái nào Nam? Cây cây bữa cái nào? Nha. Yeah. Tiên lão Quỳnh Mai. Tính lấy cây này nè, cái chú Nam tính lấy cây này 120 triệu. Cây này bự. Cây mai. Mai không. Đây là cây me. Me ở cái gốc kìa. Gốc ôm không hết. Ôi ôi cây nè, cây me. Rừng
thì ngũ phúc. Cây me không nè. Me. Me sao có cái mấy cây bự quá ta? Me cổ thụ mà. Cây này nếu mà người ta bán thì gỡ nhiêu cây ta? Này, phải hỏi với liên lạc với bên sông. Cây me gỡ này gỡ ở nhiêu ta? Tùy theo sư phụ. Tùy theo cái người thiện chí hoặc người không thiện chí. Nhưng mà nếu mà thiện chí anh nhỉ? Nếu thiện chí thì tùy theo cái anh bán. Nhưng mà không biết giá hả? Thì con nói vậy đi. Còn cái cây này là cây mai hả? Mai. Xuống sao coi. À cái mô hình. Nguyên một gần mai luôn. Có con chăn. Nguyên cái cây gì mà bự quá trời, em không biết cây gì luôn. À nhưng mà có cái cây mai ở đây nữa. Có cái nhánh mai ở dưới này ghép vô. Mọc chung hay ghép? Mọc chung người ta làm kiểu luôn hả? Còn cái cây này cây gì biết không? Tưởng cây nhãn không á? Cái gì? Nó sợ mà. Trời ơi nó kéo nhánh ra rút vào đây luôn. Có ổ chim trên đó luôn. Nè có ổ chim luôn à. Nè câu lạc bộ mai vàng của Sa Đéc. Họ lên đường đi tiếp. Thôi nói chung là có tuổi vậy là hợp lý. Đúng rồi. Lớn tuổi rồi thì người ta tay chân người ta vẫn chậm đó, người ta cái đầu thì cái người ta cũng vẫn chậm hơn mày mình đây, ta mình mới mốt già chưa dắt gì anh lại ảnh là nhưng mà tại anh chạy vậy chơi thôi đó, nhưng mình ta già đó người ta vậy không anh đang chọc kẹo của mình đó. Đi đâu vậy? Mày xuống mày đi bộ đi. Đi qua đây quay khoe cổ chút này. Khoe cổ hả? Khoe cái gì cổ? Tặng con bán mày. Mày khổ quá. Đây mình đi bộ về tới Đồng Nai ngày này năm sau cũng tới rồi. Sao con kia mát mát hai cái nắng dữ con. Nhưng mà tết cái này tới cho cô chín tết nha con. Dạ, này cũng tới bây giờ con hồi nữa con qua con lặt cái này vô dựng đi. Gì? chưa có bỏ con mà. À mấy cái lá bị đốm lầy lắm. À đốm nè. Đốm à, hơi bẻ ra đó. Đốm lại hư hả? Bệnh. Rồi mai sẽ thuốc nha con. Dạ. Không dạ tao dạ cho dạ. Không có sao đâu mà. Mình ở trong bên nhà mình vẫn có cái cần câu của cái lưỡi câu bự. Có. À, kính thưa quý vị, sẵn con ra về thành phố Sa Đéc, con cũng ghé thăm chùa Linh Quang. Chùa Linh Quang của Hòa Hượng Thiện Hảo. Ngày mới tấn phong thì hồi nãy con cũng vô lễ Phật và cũng chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe Hòa Hượng đảnh lễ. Thì được biết Hòa Hượng ở đây là bốc thuốc cho người dân miễn phí, làm những cái việc đó là chữa bệnh, hốt thuốc, bắt mạch rồi miễn phí cho bà con ở đây. Chùa công viên chùa cũng rộng, phía sau có cái một cái khu giảng đường, là công viên cũng rộng hơn 1 hectare.
à, đây là Đài Quan Âm à. À, vô đây là chánh điện à, chánh điện rồi là hồi nãy ngồi với Hòa Thượng ở ở ở nơi đó rồi à. Là Phật em Phật chào cô à, chào quý cô. Hòa Thượng đi rồi hả? Dạ phụ đi rồi hả? Dạ dạ. À, đây là có cái này là cái khu tu tập, có tu ở trên lầu mà có một mình Hòa Thượng à, với lại những cái cô Phật tử công quả phụ. Mô Phật chào cô. Dạ Mô Phật chào cô à, con ở chùa Pháp xuống dạ, xuống tham quan chùa thăm với cô dạ. À, chào Mô Phật chào cô. Dạ dạ ừ. Dạ con xuống con mình. Dạ chào cô nha, dán niệm Phật nha, dán niệm Phật. Niệm Phật đi về với Phật nha. Dạ Mô Phật. Dạ cái giải nhà khách, nhà khách ở trên nhà tăng. Mô Phật chào chút. Dạ rồi à, con có chút việc con pha cũng tranh thủ nãy con cũng chào Hòa Thượng đi, Hòa Thượng cũng có công việc đi nên con cũng quay sơ cái khuôn viên chùa cho quý vị xem, rồi con cũng chào quý vị, con đi ra cái làng hoa Sa Đéc để kiếm những cái cây mà cây ăn trái để về cái mảnh đất mới trồng. Dạ Nam Mô Di Phật, xin kính chào quý vị. Nam Mô Di Phật, kính thưa quý vị à, con tới cái chùa thứ hai là chùa Kim, chùa Kim Bủ, Tân Dương à. À, đây là chú Vinh dắt đi chung với chú Nam để đi tham quan hai chùa ở xã Sa Đéc. Rồi, đi vô trong đây luôn à, à lại để lại con âm Nam Mô Phật, Nam Mô Di Phật. Chùa này là chùa hồi đó là chùa này lâu đài phải không? Đài. À. Anh Nam Mô gì phải? Dạ, Mô Phật chào chứ không? Dạ. À, con với mình mà con dạ, con dạ. Ngồi dạ dạ con đi tham quan ha dạ, dạ. Mô Phật em mới ngồi với chị bà chút à, giờ đi ra ngoài ngoài đằng sau ngoài cái vườn hoa đằng sau của chú Nam hơi ở đây rồi được khoảng 2-3 công gì đó à. Đằng sau của chùa Mô Phật. Mô Phật dạ Mô Phật chào con. Dạ dạ cái cây này là cây gì á? Cây này là cây sương liễu hả? Cây gì? Cây sương liễu. Sương liễu nó sương là liễu. Sương liễu hả? Nó ra bông hay gì? Nó có bông nè, nó đang có bông nè. À, con nhỏ nhỏ nè. Dạ nó nhỏ nhỏ vậy đó. Cái này mình đang chiết hả? Dạ, đang chiết ra bầu.
Cái lúc chưa chiết kìa, cái lúc chưa chiết là bên đó. À, lúc chưa chiết này. Không hiểu. Chụp lại là chiết ha. Dạ, cái này thì chiết bầu ra. Cái này mình bỏ vô để nó quấn vô đây nè. Cái này nó bằng gì? Bằng lục bình, gửi lục bình đó không? À, gửi lục bình hả? À, gửi lục bình à. À, đúng vậy. Đi lông. Gửi lục bình. Gửi lục bình. Lục bình ấy giờ anh tự đi lông. Cái này mình giặt cho nó sọc ra. À, mình ôm cây này nó hút nước dữ lắm phải không? Nó giữ độ ẩm. À, gửi lục bình. Cái này nó ra gửi. Bởi vậy cái lục bình, bởi vì người ta giữ cái lục bình lại là hèn chi có cái nguyên nhân đó. Trời ơi, hèn chi thấy lục bình nó che người ta cái đó bộ đồ bỏ mà vậy mà cũng làm được nhiều cái. Trong cái rễ lục bình nó có phù sa nhiều lắm. Rồi. Chắc dinh dưỡng được cây nhiều. Dạ. Trời ơi, đúng thiệt, tận dụng hết mức luôn à. Nhưng mà một chậu như vậy là mình không, mình phải cạo á, mình cạo phải cạo một lớp á, chày nó mới ra rễ hả? Rồi cũng lột da ra đó. Lột da ra cho sạch rồi mới bó lục bình. Dạ. Rồi nó mới sẽ có rễ. Một ngày mình chiết được bao nhiêu cây? Dạ không, con không có đếm cây được, nhưng mà nếu mà cái bầu nhỏ gì đó là khoảng 2000 bầu. Một ngày. Dạ. Còn ngay 2000 bầu. Quen tay cũng làm được tại đó. Thấy nhỏ thì cột kẽm thôi à. Mình quán cái lục bình xong mình quán cái bạc lên vậy. Mình bỏ cọng kẽm vô. Cái mình ấy cọng kẽm mình siết lên vậy nè, đó. Nha mọi người học nha, mọi người học nha. mọi người học để làm nha. Rồi khoảng chừng bao nhiêu lâu mà mình mới cắt ra được? Tháng là nó có gửi rồi, đã gửi ra mạnh luôn á. Gửi ra mạnh rồi mình mới cắt. Dạ, cắt rồi xong rồi nó chuỗi lưỡi rồi nó lên lại. Dạ, nó lên lại nè, còn cái này là nó sẽ lên lại nè. Dạ. Vậy là cái cây này là cây giống không? Cái giống. Cái cây này thì con thấy lạ quá ta. Rồi xong nó ra lớn không hay là nó ra một chậu vậy thôi? Nó ra lớn nữa, mình muốn thay. Cái chậu nhỏ rồi mình nuôi từ từ nó sẽ bự như chậu này. Cái này người ta để mình thay nữa, để mình thắng thay chậu lớn nữa nó sẽ lớn nữa. Vậy đó. À. Nào, bông giấy này ha. Chồng làm của là sao? Mình để nuôi lớn các bạn. À. Lớn giống như bò ống vậy đó. À, nguyên một vạc này làm hàng rào ha. Nó cũng tạo dáng hết rồi. Dạ, cái này cũng tạo dáng hết. À, y như là cái sứ vậy ta. Cái này mà mình cho nó lên, nó cho nó lên mình trồng vàng là nó cũng phủ lên hết luôn ha. Mình sửa một cốt lên chứ lên trên thành dù. Mà chắc ổng đâu có cho nó lên đâu. Ổng để kiểu dáng mà. À, cái này người ta chiết người ta để vậy hả? Dạ. Rồi mấy cô đó làm vậy tính ngày nhiêu ta? Chắc tính công chậu. Ở đây tính ngày con. Tính ngày. Mấy cái đồ ôm này con đem người bắt kìa. Cái loại này không có đắt như đồ ôm mình. Đồ ôm hả? Dạ. Đồ ôm này nó nhỏ vậy đó. Mà cái thơm mà nó không đắt như đồ ôm của mình. Dạ.